Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau khi Hà Nội phản pháo, ông Nguyễn Thanh Nghị đang im hay tìm cách phản đòn? Sau hơn 60 ngày chuẩn bị thì vào ngày 19 tháng 7, Hà Nội đã phản pháo lại kết luận số 39 của Bộ Xây dựng Việt Nam. Đây là cú phản pháo được xem là đương nhiên, vì không con gà nào lại nằm im tại chỗ chịu trói mà phải quay đầu đá lại người đi bắt hòng thoát thân. Cuộc đấu đá giữa thế lực Nguyễn Thế Thảo và thế lực Nguyễn Thanh Nghị chỉ mới bắt đầu. Xem nội dung bài phản pháo tại Bộ Xây dựng về phía chính phủ quyền Việt Nam tại Hà Nội, và nhiều người cho rằng các phản pháo về phía chính quyền Hà Nội là chống đỡ là chính, chứ không có khả năng tấn công ngược lại Nguyễn Thanh Nghị. Sai phạm ở trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu của quy hoạch thành phố Hà Nội là quá rõ ràng, không thể phủ nhận được. Vì thế, Nguyễn Thanh Nghị được người dân Hà Nội ủng hộ, nhưng các doanh nghiệp sai phép đang tìm mọi cách bơm tiền để chống lại những quyết định của ông Nguyễn Thanh Nghị. Đây là cuộc chiến thực sự không hề đơn giản chút nào. Đây là hình ảnh phản pháo của Hà Nội vào ngày 19 tháng 7 vừa qua. Với cú phản pháo như vậy thì hiện nay phía ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vào ngày 22 tháng 7 thì báo Dân Việt có bài viết: Sai phạm đường Lê Văn Lương, thanh tra Bộ Xây dựng im lặng trước phản hồi của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội. Bài báo này cho biết Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã báo cáo giải trình gửi thanh tra Bộ Xây dựng về những sai phạm tại đường Lê Văn Lương và cho rằng nhiều nội dung chưa hợp lý, cần kiểm tra, bổ sung lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thanh tra Bộ Xây dựng vẫn im lặng trước phản hồi này. Trước đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh đã ký ban hành báo cáo giải trình vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 gửi thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện kết luận thanh tra số 39 về những sai phạm ở đường Lê Văn Lương. Những sai phạm này rất lớn, đem đến nhiều lợi nhuận cho các chủ đầu tư. Phía Bộ Xây dựng tuy chưa phản đòn nhưng cũng đã có động thái đỡ đòn. Đó là chiều ngày 21 tháng 7, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đã có trả lời báo chí rằng: Chúng tôi vẫn đang tiếp tục rà soát, chưa có thông tin gì thêm và những vấn đề này sẽ thông báo lại với báo chí sau. Đây là hình ảnh hành động im lặng của ông Nguyễn Thanh Nghị trở nên khó hiểu trong lúc này. Về những thông tin sai phạm ở đường Lê Văn Lương, vào ngày 21 tháng 7, phóng viên báo Dân Việt cũng đã liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội để tìm hiểu về báo cáo giải trình của Sở gửi thanh tra Bộ Xây dựng. Theo đúng thời hạn 60 ngày, thanh tra Bộ Xây dựng đã nêu trong kết luận thanh tra số 39. Tuy nhiên, Chánh văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện nay Sở đã có báo cáo giải trình gửi thanh tra Bộ Xây dựng, nhưng vẫn còn một số thông tin phải làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí được. Đối với những sai phạm trên tuyến đường Lê Văn Lương, dư luận đang rất quan tâm sau những phản hồi của Sở Kế hoạch và Kiến trúc Hà Nội. Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ hồi đáp như thế nào đây? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Và những dự án cao tầng sai quy hoạch liệu có bị đục bỏ, tháo dỡ đi hay không? Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng kể từ ngày có kết luận thanh tra, người dân vẫn phải chờ đợi thấp thỏm, nghe ngóng thông tin cụ thể nhất. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị nhận trách nhiệm hồi sinh cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Thấy thì như thực hiện nhiệm vụ, nhưng thực ra ông Nguyễn Thanh Nghị đang tham gia đấu đá cung đình. Hà Nội có 60 ngày để trả lời, thì nếu chấp nhận những lời gì Hà Nội đưa ra, xem như ông Nguyễn Thanh Nghị thua cuộc. Mà với thế và lực của Nguyễn Thanh Nghị hiện nay thì không dễ gì ông chịu chấp nhận thua cuộc trước thế lực phía Bắc. Nguyễn Thanh Nghị dường như đang nhận nhiệm vụ hồi sinh cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng và lấy lại những gì đã mất mà cánh phía Bắc đã giật lấy từ cánh miền Nam trong đại hội lần thứ 13 vừa qua. Ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đang sống an nhàn tại Sài Gòn. Tuy nhiên, ông vẫn đang từng ngày, từng giờ tham gia vào chính trường thông qua con trai cả Nguyễn Thanh Nghị. Rất nhiều người đánh giá lần trở lại này của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng nhiều khả quan. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin: Vì đâu một thầy chùa dùng toán để đẩy ông già 90 tuổi vào tù? Vụ án xét xử Tịnh Thất Bồng Lai đã diễn ra và ông Lê Tùng Vân bị kết án 5 năm tù. Một bức án mà cộng đồng mạng cho là vô lý, và ai cũng biết không chắc ông sống được đến 5 tháng.
Đây là hành động được đánh giá là rất tàn ác. Từ đầu ai cũng có thể nhìn thấy sát khí từ đơn tố cáo của Thích Nhật Từ và tòa án ở Long An đều nhắm vào ông Lê Tùng Vân là chính. Ở trước tòa, ông Lê Tùng Vân đã nói những lời rất khẳng khái và thành thật về cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà ông Thích Nhật Từ đang đại diện và thao túng. Có lẽ đẩy ông Vân vào tù thành công, nhưng tuyên bố sấm động giáo hội không xứng đáng thì tôi không vào sẽ là lời nhắc của công chúng về ông Lê Tùng Vân mãi mãi về sau. Đây là hình ảnh thầy chùa Thích Nhật Từ. Tòa xử những người sống trong tịnh thất Bồng Lai vì xúc phạm ông Thích Nhật Từ do ví ông ta với con bò. Chuyện này sẽ trở thành tiền lệ pháp lý và hình thành quy chuẩn xã hội rất bi hài. Bắt đầu từ bây giờ, việc trò chuyện và so sánh con người với con vật sẽ khiến bất cứ ai cũng có thể đi tù. Có thể nói từ xưa đến nay chưa ai nói người khác ngu như bò mà phải ngồi tù đến 5 năm cả. Những câu nói như trên, giả sử có thì đó chỉ là những câu chửi bình thường ở ngoài xã hội. Nó tự như người ta chửi thế trên miệng và nhiều người vẫn hay dùng câu này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ông Lê Tùng Vân và những người trong nhóm của ông đã phải nhận những bản án rất nặng nề, vô cùng vô lý. Ở xã hội, không phải ai cạo đầu chọc cũng là thầy tu. Thầy tu có chân tu và thầy chùa. Mạng xã hội đã chỉ ra rằng ông Thích Nhật Từ vì tham sân si quá nặng mà đệ đơn kiện người khác vì câu nói vô thưởng, vô phạt. Tòa Long An lâu nay đã tạo điều kiện mốc lịch sử cho thế giới về tư pháp tại Việt Nam. Hôm nay lại là một cột mốc độc đáo mới. Bởi Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên mà trong các giao tiếp xã hội, việc so sánh người và thú vật đều có thể dẫn đến án tù bằng điều 331 mơ hồ, gọi là lợi dụng tự do dân chủ. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam người ta nhìn thấy toàn bộ công lực xã hội của nhà nước như giáo giết đứng về phía bảo vệ kẻ có nhân dạng như thầy tu, giúp giải thoát việc liên quan đến hình hài một con bò. Đây là hình ảnh ông Lê Tùng Vân đã quá già yếu. Giờ thì các bà mẹ, ông bố cũng nên cẩn trọng cho việc mắng con cái đại loại với những câu như mày ăn như mèo hay sao mày có bẩn như chó vân vân. Những thứ đó hôm nay chính thức được quan thầy của thời xưng danh Phật giáo, đạo pháp, xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề oanh liệt, có thể khiến họ ở tù nhiều năm bất cứ lúc nào. Với câu Thích Nhật Từ ngu như bò mà bị bắt bỏ tù đến 5 năm thì nhiều người cho rằng trong đó có uẩn khúc rất lớn. Đây chính là cái cớ để cho chính quyền bắt giam một ông già 90 tuổi mang màu sắc trả thù hơn là thực thi công lý. Vậy thì ông Lê Tùng Vân đã phạm vào điều gì? Câu hỏi được đặt ra. Đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơi mà có nhiều vụ án làm xấu mặt những vị chân tu. Mới đây, tại chùa Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, phạm tội dâm mồ đã bị báo chí phanh phui lên trên mặt báo. Hầu hết các cá nhân bị ghép vào điều 331 của Bộ Luật Hình Sự đều là những cá nhân mà chính quyền này cho là chống phá, dù cách này hay cách khác. Và ông Lê Tùng Vân và các nạn nhân cùng chung vụ án với ông cũng là những người mà nhà cầm quyền không ưa gì cả. Vì vậy, họ đã ra tay trả thù. Có ý kiến cho rằng Thích Nhật Từ là chim mồi, ông ta cố tình tố một lẽ ra không phải là tội để nhà cầm quyền có cớ triệt hạ. Người mà họ không ưa, đấy cũng là một nhân xét rất có cơ sở. Vì đây là một cớ có thể đưa người dân vào tù rất dễ dàng.